Bà con nông dân và quý khán giả thân mến, xoài là một trong các cây trồng chủ lực của Đồng Nai với diện tích hơn 8.000 hectare. Từ tập quán canh tác truyền thống, nhiều năm qua, các nhà vườn đã biết ứng dụng kỹ thuật xử lý ra hoa, trái vụ, tăng thêm sản lượng và thu nhập. Tuy nhiên, do trình độ thâm canh của bà con nông dân có khác nhau, cộng với diễn biến thời tiết bất thường, nên vẫn còn nhiều người đạt kết quả thấp hơn nhiều so với các nhà vườn tiên tiến. Nhằm giúp cho bà con nông dân trồng xoài trong tỉnh, nắm bắt thêm một số biện pháp kỹ thuật cần thiết để thành công với cây xoài. Lực lượng cán bộ kỹ thuật thuộc chương trình Cùng Nông Dân Ra Đồng của Công ty Bảo vệ Thực vật An Giang đã không ngừng đi sâu sát cùng nông dân để hướng dẫn những giải pháp cần thiết. Trong chương trình hôm nay, xin được giới thiệu bà con và quý khán giả một số hình ảnh của hoạt động chuyển giao này ở xã Túc Trưng, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Thưa quý khán giả, thưa bà con nông dân, xoài là loại cây trồng mang lại giá trị kinh tế khá cao và thích hợp cho nhiều vùng đất. Tại địa bàn tỉnh Đồng Nai thì diện tích xoài khá lớn và hiện nay bước vào giai đoạn sau thu hoạch thì bà con sẽ chăm sóc và xử lý ra hoa cho vụ tiếp theo. Trong giai đoạn này chắc chắn bà con sẽ gặp không ít khó khăn và hôm nay mời bà con cùng theo dõi buổi trò chuyện thực tế tại huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai. Thưa anh Vinh, ở cái giai đoạn mà mình chăm sóc vườn xoài sau thu hoạch và xử lý ra hoa thì bà con nông dân mình có gặp những cái khó khăn nào không anh? Gặp mà cũng nhiều khó khăn, tại vì từ khâu mà bỏ phân sau cuối vụ xong bắt đầu rồi mình mới lại tạo tán cho cây xoài. Sâu bệnh hại giai đoạn này có nhiều không anh? Sâu bệnh hại thì có sâu chích lá với nó ăn lá. Cái kinh nghiệm thực tế của anh là khi mà anh tỉa cành tạo tán và anh chăm sóc xử lý ra hoa như thế nào, anh có thể chia sẻ với bà con? Hết cuối vụ rồi thì mình sẽ bỏ phân cho cây xoài, xong rồi mình sẽ tạo tán cho cây xoài. Tạo tán, tạo cành rồi mình sẽ xịt thuốc cỏ. Dạ, xịt thuốc cỏ. Rồi mình sẽ đổ thuốc gốc bát rô cho cây xoài. Coi như là lúc đó là bắt đầu mình xử lý. Dạ. Yeah. Thì mấy năm gần đây anh xử lý như vậy, anh thấy hiệu quả như thế nào? Có đạt như mong muốn của mình hay chưa? Cũng tương đối là đạt. Tương đối ha. Và hôm nay thì các kỹ sư và các nhà chuyên môn sẽ tiếp tục hướng dẫn cho anh cũng như nhiều bà con có thêm kỹ thuật. Thưa kỹ sư Nguyễn Quý Thắng, hiện nay bước vào giai đoạn mà chăm sóc sau thu hoạch và xử lý ra hoa, thì những cái vấn đề, những cái kỹ thuật nào mà bà con mình nên quan tâm và làm thật là tốt ạ? Đồng Nai với một diện tích xoài khá lớn, khoảng gần 9.000 hecta. Trên địa của thành phố thì cái diện tích xoài khoảng gần 5.000 hecta. Thì qua một vụ xoài đã thu hoạch xong, thì đến nay cây xoài cũng đã cần phải là có một số biện pháp kỹ thuật tác động vô nhằm hạn chế được cái tình hình sâu bệnh, rồi tạo cái điều kiện cho cây khỏe để ra hoa tốt. Cho nên về một số cái tình hình sau khi thu hoạch, thì bà con có một số cái khuyến cáo bà con nên chú ý. Thứ nhất là phải tỉa cành tạo tán, làm sao cho cây xoài thông thoáng, tỉa những cành tăm, những cành sâu bệnh. Thì sau đó là chúng ta tiếp tục phần 2 là bón phân để cho cây xoài hồi phục lại, ra cơi mới nhằm cho những cái đợt cơi sau có ra bông, thì cái bông to đẹp hơn và tăng được cái sức đề kháng, hạn chế được cái sâu bệnh. Rồi sau cái phần chúng ta một số cái biện pháp đó là một cái biện pháp là quản lý cỏ dại. Quản lý cỏ dại thì ở đây chúng ta sử dụng một số cái biện pháp tổng hợp là làm sao để cho cây xoài không bị cỏ cạnh tranh dinh dưỡng, tuy nhiên là hạn chế được cái sự rửa trôi, vì Định Quán là một cái vùng đồi dốc tương đối khá cao, cho nên là sự rửa trôi nó khá nhiều. Và tiếp tục để cho ra hoa đồng loạt thì cần xử lý một số cái thuốc như là bắc loguzone là để cho cây xoài ra hoa đồng loạt hơn, để cho cái vụ sau có cái năng suất tốt hơn. Dạ, trong cái vấn đề mà kỹ sư lưu ý thì có một cái vấn đề là cỏ dại thì mình là phải làm sao là không có cạnh tranh dinh dưỡng, đồng thời phải chống được xói mòn. Như vậy thì cỏ dại là chúng ta nên diệt nó hay là nên quản lý? Ở đây thì về cỏ dại thì chúng tôi cũng khuyến cáo bà con chúng ta là nên quản lý một cách hợp lý, nhằm làm sao là để cho cây cỏ có cái điều kiện là không cạnh tranh với cây trồng của chúng ta là về dinh dưỡng. Thứ hai là giữ được cái nền đất không bị rửa trôi đất do cái sự xói mòn của mùa mưa. Vì hiện nay mùa mưa là cái sự xói mòn nó khá lớn, cho nên chúng ta quản lý một cách có hiệu quả. Thì đây là một cái
điều kiện cho bà con chúng ta là sau này cái vườn chúng ta vẫn tốt hơn. Thì qua phần chia sẻ vừa rồi thì hôm nay cũng có kỹ sư Trần Đỗ Hoàng, là có thể nói là cũng là một chuyên gia về thước cỏ. Thưa kỹ sư Trần Đỗ Hoàng, trong cái ý mà kỹ sư Thắng vừa chia sẻ với bà con mình đó, thì chúng ta nên quản lý cỏ dại thì quản lý như thế nào để vừa mà không cạnh tranh dinh dưỡng với cây trồng mà lại là chống được xói mòn, thì kỹ sư có thể tư vấn thêm cho bà con mình. Khái niệm về quản lý cỏ dại thì cái biện pháp mà quản lý cỏ dại thứ nhất hiện nay là chúng ta làm sao ngăn chặn cái sự mà cạnh tranh dinh dưỡng của cỏ đối với cây trồng, nhưng đồng thời nó đảm bảo được là cây cỏ nó vẫn giữ được trên mặt đất để nó tránh hiện tượng xói mòn cũng như là tránh hiện tượng mà tác động của mặt trời, ánh sáng mặt trời đối với cái mặt đất. Thì như vậy thì cái biện pháp hiện nay tốt nhất là bà con cũng đã đang sử dụng là chúng ta dùng cái thuốc trừ cỏ. Hiện nay loại thuốc trừ cỏ là lưu dẫn là loại thuốc trừ cỏ phổ biến nhất. Và ngoài cái loại thuốc trừ cỏ Glyphosan 480 mà bà con đã tin dùng sử dụng trong thời gian qua của công ty bảo vệ thực vật An Giang, thì lần đầu tiên ở Việt Nam, công ty An Giang chúng tôi cũng đã đưa ra một cái loại thuốc trừ cỏ Glyphosan 757 dạng mới, tức là đây là dạng cốt đầu tiên ở Việt Nam. Thì cái loại ưu điểm của loại thuốc trừ cỏ này là ngoài cái thành phần của nó đó, thì nó có những chất hoạt động bề mặt đặc biệt, nó có thể giúp cho một số loại cỏ khó trị hiện nay mà nó ngày càng xuất hiện trên vườn á, nó sẽ chết rất là tốt. Đó là ưu điểm thứ nhất. Và cái thứ hai nữa thì đây là cái dạng cốm, cho nên là khi chúng ta lưu trữ trong điều kiện bình thường rất là tốt. Vì chúng ta thấy ở dạng nước thì chúng ta lưu trữ có thể là khi nó rò rỉ ra thì nó gây ô nhiễm, và lại dạng cốm này nó được trong đựng trong bọc. Đó, cho nên là việc bảo quản thì nó cũng rất là an toàn. Và cái lợi ích thứ ba mà bà con mình cũng rất là thích là ở chỗ là nó lưu chuyển rất là nhẹ nhàng, bởi vì thành phần của Glyphosan 757 là nó chứa hàm lượng gấp đôi ở loại thuốc nước bình thường, cho nên là lượng sử dụng nó chỉ còn một nửa thôi. Vì cái thuốc trừ cỏ Glyphosan 757 cũng là một loại thuốc trừ cỏ lưu dẫn, cho nên là khi sử dụng thì bà con cũng phải lưu ý một số việc sao. Thứ nhất, ở đây là cái dạng cốm, cho nên khi mà pha thuốc bà con chịu khó phải quấy đều thì nó thuốc tan ra, chứ khi chúng ta bỏ vào thì thuốc nó sẽ hiệu quả cao hơn. Và thứ hai nữa là khi pha chúng ta phải pha nước trong. Chúng ta biết rồi, khi mà nước đục thì bỏ vào thì nó làm cho cái thuốc nó bị hư đi. Và cuối cùng chúng ta nên nhớ là đây là thuốc lưu dẫn, cho nên là khi mà phun thì cỏ càng sinh trưởng càng mạnh bao nhiêu thì thuốc sẽ diệt cỏ tốt hơn. Chúng ta phun vào điều kiện cây cỏ sinh trưởng càng mạnh thì thuốc càng hiệu quả hơn. Thưa anh Vinh, thì thấy trên vườn của anh cũng đã xử lý cỏ rồi, thì anh đã xử lý như thế nào và hiệu quả, anh đánh giá sao, anh có thể chia sẻ với bà con? Thì cũng xử lý thuốc cỏ bằng Glyphosan dạng cốm mà thì xịt thì thấy cỏ chết nhanh, thì nó chết đều và thấy hiệu quả cũng cao. Thưa kỹ sư Thắng, thì trong cái quá trình mà xử lý ra hoa như vậy đó, thì cái kỹ thuật thì kỹ sư vừa hướng dẫn rồi, nhưng mà trong giai đoạn này thì cái chế độ dinh dưỡng và sâu bệnh đó, thì bà con có cần quan tâm thêm vấn đề gì nữa không? Sau một vụ sản xuất thì cái sâu bệnh trên cây xoài nó sẽ có một số cái thành phần nằm ở trên cây, cho nên chúng ta sau khi tỉa tán cho thông thoáng thì chúng ta phải xử lý thuốc để tiêu diệt một số cái mầm bệnh, rồi một số cái sâu hại còn tồn tại trên cây. Sau đó thì tiếp tục là bón phân. Bón phân ở đây chúng ta phải bón phân cân đối đạm, lân và kali nhằm cho cây mau hồi phục hơn, rồi có sức đề kháng với sâu bệnh. Rồi sau cái phần bón phân đó thì chúng ta nên xử lý bằng thuốc để cho ra cây ra hoa đều hơn. Thì ở đây thì về cái hướng xử lý thuốc ra hoa thì chúng tôi cũng khuyến cáo là bà con cũng xử lý cái bắc lo butazon với cái liều lượng là 1 gram hoạt chất trên 1 mét đường kính tán. Thì ở đây ví dụ cây xoài là 4 mét đường kính tán thì chúng ta sử dụng 4 gram hoạt chất trên 1 mét đường kính tán, thì một cây là chúng ta xài là khoảng 4 gram hoạt chất. Dạ, thưa thạc sĩ Nguyễn Văn Thơ, nhắc về vấn đề dinh dưỡng thì trong giai đoạn này thì thạc sĩ có tư vấn gì cho bà con mình về chế độ dinh dưỡng không ạ? Thì đúng, cây xoài khi sau qua mùa mang trái thì cái gọi là cây xoài bị suy kiệt. Chính là vậy, chuyện bổ sung dinh dưỡng mà kịp thời cho cây xoài là điều rất cần thiết. Và tuy nhiên chúng ta cũng phải bổ sung cân đối theo những khuyến cáo của viện trường hay là phòng nông nghiệp để mà bón phân cho nó cân đối hơn cho cây xoài. Thì chính cái cân đối như vậy thì nó tạo điều kiện cho cây xoài nó sinh trưởng phát triển một cách mạnh mẽ, và nó có thể là giúp cây xoài nó kháng được và nó chống chịu được một số loại bệnh quan trọng trong mùa mưa. Đặc biệt một số bệnh quan trọng cây xoài như là cái bệnh thán thư chẳng hạn, thì khi mà chúng ta bón phân cân đối thì cái lá xoài á, cái lá xoài nó trở nên dày cứng cáp hơn, thì khả năng mà nhiễm bệnh của lá xoài nó cũng ít hơn, và khả năng chống chịu của cây xoài trong điều kiện mùa mưa gió như vậy thì nó cũng hạn chế được. Thì đó là việc cái bón phân cân đối theo những khuyến cáo của viện trường. Thì tuy nhiên thì sau khi thu hoạch xong thì chúng ta cần phải kết hợp bổ sung thêm một số loại phân bón lá
để cho nó giúp tăng khả năng cung cấp đầy đủ dinh dưỡng một cách kịp thời cho cây sòi trong giai đoạn mà kịch tính cây sòi đang suy kiệt. Thì theo nhiều nghiên cứu khoa học, người ta nghiên cứu nói rằng thì bón phân hóa học, bón gốc là cái nền và khi chúng ta kết hợp được với phân bón lá cho phù hợp thì nó sẽ tăng cái hiệu quả sử dụng phân bón rất là cao và nó tăng cái hiệu quả sử dụng phân bón của cây sòi, của cây trồng rất là tốt. Thì ở bên công ty thuốc bảo vệ thực vật An Giang nó có một cái hai loại sản phẩm phân bón lá. Thứ nhất đó là sản phẩm Bonflower và cái Vitagym. Thì sau khi kỹ thành tạo tán xong, chúng ta bón phân trong lúc bón phân gốc, trong lúc kỹ thành tạo tán thì chúng ta kết hợp phun với Bonflower để hợp kích cho khả năng ra chồi một cách đồng loạt hơn và mà mạnh mẽ đều hơn, thì đây là cái tiền đề để tốt để chúng ta xử lý ra qua nó đồng loạt hơn. Và khi mà cái sòi nó ra qua nó ra đọt mà bán đọt đều hết cây rồi thì giai đoạn là nuôi chồi thì kết hợp với bón phân gốc, chúng ta cũng cần công ty có sản phẩm phân lá là cái Vitagym, thì chúng ta nên bổ sung thêm cái phân bón lá, phân Vitagym này 1-2 lần trong giai đoạn là nuôi chồi, thì như vậy thì cái chồi nó sinh trưởng mập mạnh khỏe hơn, thì nó là cái điều kiện tốt để cho cây sòi nó có một phát hoa rất là dài và đạt sức cao trong vụ quạch trái. Dạ, thì cũng trong thời điểm này thì kỹ sư Thắng cũng có nói có một số dịch hại như là bệnh hay là sâu đó, thì để giúp bà con quản lý tốt ở giai đoạn này thì thạc sĩ có thể tư vấn thêm một vài thông tin về quản lý sâu bệnh hại cho bà con. Một số sâu bệnh hại quan trọng như trong đầu mùa mưa này chúng ta để cành tạo tán, thì cái vấn đề quan trọng là chúng ta phải quản lý được chỉ là sâu đục cành và đục thân. Thì biện pháp canh tác chúng ta một cách nào, như theo kỹ sư Hoàng và chứ Thắng, thì chúng ta nên quản lý cỏ dại sao cho cái gốc vườn, trong cái vườn sòi chúng ta phải thông thoáng. Thứ hai nữa là sau khi tỉa tầm tạo tán, chúng ta phải gom những cái cành tỉa tầm tạo tán ta về một chỗ để chúng ta tiêu hủy đi, để tránh tạo cái mầm móng cái chỗ cho cái con dịch hại nó gây hại, nó đại trứng trong đó là một môi trường sinh sôi. Đó gì về phát canh tác. Còn ngoài ra chúng ta còn thể kết hợp với phương pháp hóa học là chúng ta có thể dùng cái diazan 10H, chúng ta rải chung một soi đợt một và cái đợt mà chúng ta đãi phân để cho ra chồi đó, thì chúng ta có thể trộn vô để mà chúng ta thay lời khuyến cáo để mà trừ được cái sâu đục cành và đục gốc đó. Thì còn thứ hai nữa thì sau khi mà ra trên cái đọt non nó ra rồi đó, thì cái nhất là trong một điểm mùa mưa này áp lực sâu bệnh rất là cao, nhất là bệnh tháng thư, thì bà con có thể sử dụng cái amita hay là hoặc là amita top thì để mà khống chế được cái bệnh tháng thư trên cây sòi. Và còn một cái loại sâu quan trọng ảnh hưởng tới cái lá sòi đó là sâu ăn lá, thì chúng ta có thể dùng cái sản phẩm là Angen để chúng ta phòng trừ cái sâu ăn lá trên cây sòi đạt hiệu quả cao hơn. Thì khi chúng ta giữ được cái bộ lá nó đọt mới non trọn vẹn như vậy thì nó tạo điều kiện cho ra hoa rất là tốt. Xin cảm ơn thạc sĩ Nguyễn Văn Thơ. Trước khi kết thúc chương trình thì xin mời kỹ sư Nguyễn Quý Thắng sẽ có một vài ý tóm lược với bà con mình, đặc biệt là trong cái phương pháp bà con mình sử dụng thuốc bảo vệ thực vật theo nguyên tắc 4 đúng. Một số cái biện pháp sau cùng chúng tôi muốn khuyến cáo cho bà con ở trong sau một vụ xoài là, đầu tiên thứ nhất là sau khi thu hoạch chúng ta nên tỉa cành tỉa tán làm sao cho thông thoáng, sau đó bón phân giúp cho cây khỏe hơn và ra cành mới tốt hơn. Cái thứ ba là xử lý được cái sâu bệnh, cái tồn dư của năm cũ nhằm hạn chế được cái mầm bệnh sau này, và tiếp theo là quản lý cỏ dại rồi xử lý thuốc ra hoa đồng loạt. Và trong những cái quá trình xử lý đó thì chúng ta lưu ý là một biện pháp là xử lý thuốc phải 4 đúng. Thứ nhất là phải đúng thuốc, thứ hai đúng lúc, thứ ba là đúng nồng độ và liều lượng, và thứ tư là đúng cách. Thưa bà con nông dân, thưa quý khán giả, như vậy qua phần chia sẻ và tư vấn vừa rồi của các nhà chuyên môn, hy vọng rằng bà con trồng cây sòi sẽ có thêm giải pháp thích hợp giúp cho cây sòi của chúng ta phát triển tốt và đạt được một vụ mùa năng suất thật là cao. Xin chào và hẹn gặp lại. Chương trình Cùng Nông Dân Ra Đồng của Đài Phát Thanh Truyền hình Đồng Nai kỳ này xin được khép lại tại đây. Cảm ơn bà con nông dân và quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới.